Sau khi cứu thành công 3 người ở xã Bả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện Mèo Vạc chia sẻ: "Bản thân anh cảm thấy rất hạnh phúc khi đã cứu được 3 người dân trong tình huống nguy cấp." Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cho biết, chiều ngày 10 tháng 6, anh cùng đồng đội hỗ trợ vận chuyển du khách và hành lý khỏi khu vực bị nước lũ chia cắt trên địa bàn xã Bả Vi. Vào khoảng 17 giờ, tại đoạn km 06, đoạn qua suối Cạn, đường xuống sông Nho Quế 1 và đi 3 xã biên giới, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường phát hiện 3 người dân băng qua suối và bị lũ cuốn trôi. Thời điểm trên, Thượng úy Tường thấy một người đàn ông đang đứng chất chơi giữa dòng suối, một người phụ nữ và một nam giới khác bị dòng lũ mạnh cuốn đi. Theo anh, khoảnh khắc trên chỉ diễn ra trong chốc lát và lúc đó anh đã ra quyết định rất dứt khoát. Thời điểm anh lao ra cứu dân, trên người anh chỉ khoác một áo mưa, dây phản quang và không mặc áo phao. Mặc dù trong tình cảnh nguy cấp như vậy, nhưng anh cho biết không sợ. Trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là cứu người dân. Sau khi cứu sống 3 người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cho biết bản thân vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ sơ tán du khách cùng hành lý đến nơi an toàn. Được biết, 3 người dân gồm 2 vợ chồng là Súng Mí Dính, 43 tuổi, vợ là Vư Thị Thò, 44 tuổi và con trai là Vư Mí Bó, 19 tuổi, cùng chú tại thôn Lũng Chu, xã Thượng Phùng, đang trên đường đi làm thuê trở về nhà thì gặp nạn. Hiện cả 3 người sức khỏe đã ổn định, được tổ công tác đưa về nhà dân tại xã Bả Vi ở tạm. Trước đó, do mưa lớn tối ngày 9 và rạng sáng ngày 10 tháng 6, tại huyện Mèo Vạc và một số huyện bị nước lũ chia cắt, hơn 100 cán bộ cảnh sát giao thông xuyên đêm hỗ trợ hơn 1.000 du khách đến vị trí an toàn. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường. Bộ trưởng đề nghị Công an tỉnh Hà Giang có các hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng đối với Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, đồng thời tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân, qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Thưa quý vị, do tình hình mưa to kéo dài đêm qua, rạng sáng ngày hôm nay, mùng 10 tháng 6, trên địa bàn của tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lũ đã làm 3 người chết, nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân bị thiệt hại. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân. Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang, mưa lớn trong đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10 tháng 6 đã gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Tại huyện Hoàng Su Phì, mưa lũ đã cuốn trôi 2 bố con. Tại xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, mưa to khiến ta luy dương sạt lở, làm một người tử vong. Toàn tỉnh Hà Giang thiệt hại trên 9 hectare hoa màu, hàng trăm nhà dân bị sập, ngập úng, nhiều cầu cống bị cuốn trôi, một số tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 100 phương tiện xe ô tô và xe máy bị ngập nước. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 19,5 tỷ đồng. Ở gia đình nhà tôi bây giờ thì nước là vào ngập trong nhà lênh láng hết rồi, mà không phải những nhà tôi mà hàng xóm cũng thấy hết. Nước trong nhà bây giờ lội lên đến nói không phải lội lút hết đùi rồi. Đồ đoàn ở dưới nhà rồi, đồ ở bên chỗ cái xưởng rửa xe này là cũng đi hết, không còn cái gì nữa. Còn nước từ lúc 4 giờ sáng đến bây giờ là lên khoảng tầm 40 phân. Coi như ngập hết máy điện tử các thứ, vừa đi cứu từ lúc 3 giờ sáng đến bây giờ. Còn chị cô thì bán gạo đại lý ở dưới này thì cũng ngập hết sạch rồi. Anh em cũng huy động lực lượng xuống hộ gia đình, cũng chỉ được một phần thôi, không được 100% đâu, bởi vì nước nó lên nhanh quá. Nói chung là dân quân rồi là công an rồi là bộ đội rất là nhanh và rất là giúp đỡ nhiệt tình. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng xuống giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định cuộc sống. Cái lượng nước dồn về lưu lượng nó khoảng 4.000 mét khối trên dây. Đấy, thì do vậy là đã xảy ra cái ngập úng cục bộ ở địa bàn thành phố, gần như là các cái xã phường đều bị ảnh hưởng. Ngay sau khi mưa bão như vậy, tỉnh chỉ đạo cho các cái cơ sở bám nắm địa bàn để chỉ đạo kịp thời và khắc phục cái thiệt hại gây ra. Lời là cục bộ thì là cũng đã được khắc phục, đảm bảo cho du khách từ ở các huyện về cũng như là từ đây đi lên các huyện, chúng ta đảm bảo sẽ thông suốt. Sau khi nhận tin của người dân lúc 3 giờ sáng thì đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đơn vị cùng các cái dụng cụ, phương tiện. Đấy, nó xảy ra rất nhiều điểm, đặc biệt là cái khu trường nội trú
khu Phương Thiện và một số điểm nữa. Đấy là giúp dân di chuyển tài sản rồi các cái dụng cụ phương tiện của các hộ gia đình và người dân. Đặc biệt nữa là có một hộ gia đình có 4 người mà không thể thoát ra ngoài được. Mà trong khi đó là nước ngập sắp không thể thoát ra ngoài và đơn vị đã trực tiếp phá rỡ nóc nhà để cứu được 4 người gồm có 2 vợ chồng và 2 trẻ nhỏ thoát được ra ngoài an toàn. Trước thực tế mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai, nhất là thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có mưa lũ xảy ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về tầm quan trọng của công tác phòng chống mưa lũ và coi việc phòng chống mưa lũ là nhiệm vụ chính. Khi có mưa lũ, người dân tự giác tham gia và sẵn sàng đóng góp sức người, sức của để ứng cứu, khắc phục kịp thời nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Mưa lớn những ngày vừa qua kèm theo sông đã gây ra tình trạng ngập lụt, lũ quét làm thiệt hại về người và nhiều nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng công trình, cây cối hoa màu tại nhiều địa phương. Nhiều nơi thậm chí còn bị ngập rất sâu khiến phương tiện bị mắc kẹt trên đường phố, các ngôi nhà bị nước lũ tràn vào. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính đến ngày 10 tháng 6, đợt mưa lớn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 5 tỷ đồng, trong đó thành phố Hạ Long sạt lở 7 điểm trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên phường và khu dân cư. Ngập lụt 11 điểm trên các tuyến đường, khoảng 24 hectare lúa bị ngập, 17 hectare dưa hấu bị đổ, tràn 5 ao cá tại xã Quảng La. Tại thành phố Uông Bí, hơn 1.000 hộ dân và 32 ô tô bị ngập, 58 hectare hoa màu và 134 hectare ao đầm thủy sản bị ngập úng, 500 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Huyện Đầm Hà bị ngập 81 hectare lúa, huyện Tiên Yên có khoảng 300 hectare lúa và một ao nuôi ốc bị ngập lụt. Còn tại thành phố Móng Cái, sạt lở một số vị trí trên tuyến quốc lộ 18C, sạt lở 30 mét kênh, ngập úng cục bộ 12 điểm. 45 hộ dân và 3 hectare hoa màu. Trong khi đó, tại Hải Phòng, mưa lớn đã làm cây đổ ngã, đè bẹp phương tiện, đồng thời gây ngập hầu hết các tuyến đường chính trong nội đô như Lê Hồng Phong, Cầu Đất, Lạch Tray, Tô Hiệu, Lê Lợi. Mức độ ngập cao nhất đến khoảng 40cm. Nước ngập sâu đã khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, gặp sự cố. Tại khu vực ngoại thành, tình trạng ngập lụt diễn ra ở nhiều địa bàn. Nhiều cánh đồng ngập trắng do nước sông dâng cao, hệ thống kênh mương thủy lợi không kịp tiêu thoát nước. Tại tỉnh Bắc Giang, theo tổng hợp nhanh của các cơ quan chuyên môn, mưa lớn mấy ngày qua đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu và tài sản khác của người dân trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại. Tại huyện Lục Nam, đến ngày 10 tháng 6, có 461 hectare lúa chiêm xuân sắp đến kỳ thu hoạch bị ngập úng, trong đó có hơn 70% nguy cơ mất trắng thuộc những cánh đồng trũng của các xã Đông Hưng, Tam Dị, Yên Sơn, Trường Sơn, Vũ Xá. Ở các xã Đồng Vương, Tam Tiến của huyện Yên Thế vẫn còn hàng chục hectare lúa ngập sâu trong nước. Chính quyền địa phương hướng dẫn người dân tranh thủ gặt sớm đối với các diện tích có thể thu hoạch. Tuy nhiên, do nước rút chậm, một số diện tích lúa bị ngâm trong nước thời gian dài có hiện tượng mọc mầm, nguy cơ thất thu cao.